Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt khi mình đến thăm khu di tích ngã ba Đồng Lộc tại Hà Tĩnh, Căn Lộc Hà Tĩnh. Đồng Lộc, Căn Lộc Hà Tĩnh các bạn ạ. Trên này có một ngôi chùa khá đặc biệt, nhìn rất là đẹp. Mình cũng đưa các bạn lên coi và chia sẻ khoảnh khắc với các bạn. Rất là đông người nhé. Khá là cao. Như là một tòa tháp, chúng ta đi lên thì chúng ta sẽ ngắm nghía được toàn cảnh của khu di tích. Leo đây rồi. Đã sẽ phải leo lên trên này trước. Cột này cột bê tông, còn cột gỗ này giật mình, hay giật mình. Leo
di tích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn đến những video tiếp theo. Chúng ta cùng nhìn lại quang cảnh về tại khu di tích này, rất là bình yên, đẹp đẽ, bình yên. Xin chúc các bạn xem video vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn.